chỉ hoạt động ôn hòa để bảo vệ môi trường. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2019, Nguyễn Năng Tĩnh, một giáo viên dạy nhạc tại trường cao đẳng văn hóa, nghệ thuật Nghệ An, đã bị bắt tạm giam về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Qua báo Nghệ An, BBC và thông tin trên mạng xã hội được biết Tĩnh là một người công giáo có quan hệ với nhiều linh mục chống đối trên địa bàn tỉnh Nghệ An từng tham gia phong trào biểu tình, bạo động vị cớ phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường của tập đoàn Formosa và từng dạy học sinh các bài hát chống nhà nước. Ngoài ra, trang Facebook Trung đoàn 47 gọi tỉnh là thầy giáo Việt Tân, khiến có dư luận cho rằng tỉnh là thành viên đảng này. Trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền về vụ việc của tỉnh đã được thực hiện bởi bốn bên liên quan là vợ tĩnh, các nhóm công giáo cực đoan, đảng Việt Tân và các cá nhân chống đối quen biết tỉnh cụ thể vợ tỉnh giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo dư luận ủng hộ tỉnh qua trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng việt bà mô tả tỉnh như một người hoạt động công khai can đảm ôn hòa về những mục đích tốt đẹp hay giúp đỡ mọi người đồng thời những mạnh việc tỉnh bị bắt khi đang đi cùng hai con khiến lũ trẻ hoảng sợ và việc hoạt động của tỉnh khiến tỉnh nhiều lần bị công an gọi còn bà thì bị khách mua hàng tẩy chay. Về phía các nhóm công giáo cực đoan, tối ngày 29 tháng 5, giáo sứ Mỹ Khánh, Quỳnh Lương, Nghệ An đã tổ chức lễ cầu nguyện cho công lý, hòa bình và tự do của những nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh. Về phía đảng Việt Tân, phát ngôn viên của đảng này ra thông cáo báo chí rằng tỉnh là một khuôn mặt quen thuộc, tích cực làm việc với nhiều người tại Nghệ An. Dù tỉnh không phải là đảng viên Việt Tân nhưng Việt Tân ủng hộ hoạt động ôn hòa của tỉnh. Ngoài ra, một số đảng viên cao cấp của Việt Tân như Nguyễn Hoàng Thanh Tâm và Angela Trang Huỳnh đã đồng loạt viết status chế nhạo cáo buộc của trang Facebook Trung đoàn 47 và mượn vụ việc Nguyễn Năng Tĩnh để đánh bóng tên tuổi của Việt Tân trong giới chống đối. Trong khi đó, đa phần giới chống đối tuyên truyền rằng nhà nước đang bắt bớ một giáo viên yêu nước, bảo vệ môi trường, không làm gì sai khi đưa ra thông điệp này, họ viện vào tư cách giáo viên của tỉnh để công kích nhà nước. Sau khi đọc Facebook cá nhân của Nguyễn Năng Tĩnh, chúng tôi thấy đã lâu tỉnh chưa viết hoặc làm gì liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Trong khi đó, đây là bình luận của tỉnh về tình hình sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Còn đây là status thể hiện thái độ ôn hòa của tỉnh. Qua hai status trên và việc tỉnh dạy những bài hát chống nhà nước cho học sinh, có thể thấy tỉnh không ung hòa lắm và đã thực sự có hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước như cáo buộc. Trong trường hợp tỉnh thực sự không tham gia đảng Việt Tân, chính thái độ thấy người nhập kho bắt quạt làm họ của Việt Tân đang khiến dư luận hiểu lầm tỉnh. Vợ tỉnh nên khuyên Việt Tân ngừng lợi dụng hình ảnh của tỉnh để quảng cáo tổ chức, hoặc chỉ ít ra cũng trả tỉnh một khoản tuyền thê thương hiệu cho phù hợp với quy luật kinh tế thị trường. Chương trình điểm tin lệ